Ôi đói quá, bố mẹ vẫn chưa ra ăn cơm nhỉ. Bố mẹ ơi, ra ăn cơm, bố mẹ ơi. Thôi bố mẹ ơi, đừng ra ăn cơm nữa, không còn cái gì để ăn đâu. Và rồi tối hôm đó mình đã phải ngủ ở ngoài đường. Con mày chả gái, dọn từ bữa cơm mà cũng ăn xong. Lớn to đâu như vậy mà mày chả làm được cái gì. Mày cút ra ngoài đường cho tao nhanh lên. Con lợn này tao nhất định sẽ trả thù. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trường Quân TQ chứ phải đây thì như các bạn có thể biết đấy thì cái con heo mất dạy đây này. Đấy, ngày hôm qua mình đang dọn cơm cho bố mẹ mình ăn. Thế là ở đâu cái nó nhảy cứ đụi vào cái mâm cơm, thế là làm nguyên cái mâm cơm của mình bị hỏng luôn. Thế là làm buổi tối hôm đấy mình bị mẹ mình chửi, xong mẹ mình đuổi mình ra khỏi nhà. Cho nên mình tức quá, cho nên ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ trả thù nó. Và mình đã trả thù thành công rồi nha anh em. Ok. Thì như các bạn có thể thấy là hiện tại là mình đang ngồi mình quay con heo mất dạy này ở trên một cái lò than nhé các bạn. Đấy, anh em có thể thấy là bên dưới than hồng luôn. Thì cái con heo này mình quay nó gần chín rồi. Anh em có thể thấy là cái phần da của nó này đã đổi màu rồi này. Đấy, bây giờ mình sẽ quay thêm một lúc nữa, đợi cho nó chín. Xong mình sẽ mang ra và bắt đầu thưởng thức cái con heo này nhé các bạn. Đây, như các bạn có thể thấy đây là mình quay con heo này, anh em có thể để ý thì mình quay nó vừa phải cho nên anh em nhìn cái lớp da của nó này, anh em thấy không? Đấy, đập vào là nó cứ bộp bộp luôn rồi này. Cái da này thì ăn bao giòn luôn nha các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là cái trình độ quay heo của mình khá là đẳng cấp. Anh em nhìn thấy con heo của mình gọi là vô cùng đẹp luôn. Đây, mình sẽ nâng lên cho các bạn xem nhá. Đây, anh em thấy không? Đấy, nướng là thơm phức luôn. Cái phần da này thì mình nướng nó không bị nổ nhá, nó không bị vỡ này, không bị cháy, không bị khét đấy. Nói chung là mình nướng, mình quay con heo này lên nhìn khá là đẹp và khá là ưng ý luôn các bạn ạ. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ con heo này ra mâm. Sau đấy mình sẽ chuẩn bị mắm muối các kiểu và bắt đầu thưởng thức cái con heo mất dạy này các bạn ạ. Ok các bạn, thì để chuẩn bị đồ chấm với lại cái con heo mất dạy này thì mình đã chuẩn bị hoa lại đồ chấm nha các bạn. Đầu tiên đấy là muối é nhá. Cái muối é này mà sử dụng để chấm với thịt các kiểu đồ thì tuyệt vời luôn. Thì mình cho khá là nhiều ớt để ăn nó cay cho nó ngon các bạn. Còn bên đây là tương, tương đen. Tương đen thì nó tựa tựa như tương ớt á, nhưng mà nó ngon hơn tương ớt. Cho nên mình sử dụng cái tương đen này để chấm với lại hoa, hai loại nước chấm này luôn. Ok, còn đây là cái con heo mất dạy. Đã hại mình bị mẹ mình đuổi ra khỏi nhà đêm qua, phải ngủ ngoài đường các bạn ạ. Đây thì bây giờ mình sẽ ăn cái phần da này cho các bạn xem trước nhá. Đây, đấy, mình sẽ cắt cái phần da này cho lên ra cho các bạn thấy được này. Đầu tiên mình sẽ chọc vào một cái nhá. Đấy, anh em nghe thấy tiếng chưa? Cái tiếng của nó phải gọi là cái da giòn kêu rộp rộp luôn á, đây này. Đấy, thấy chưa? Đúng rồi. Ây dồi, mình nghe thấy tiếng thôi là mình đã thấy kích thích rồi các bạn ạ. Này, anh em nghe này. Ui, nóng hổi luôn các bạn ạ. Đấy, anh em thấy phần thịt chưa? Cha con heo này coi vậy chứ cái phần mỡ của nó ít các bạn ạ. Mình thấy là anh em nhìn vào chỗ đây này. Đấy, anh em thấy không? Cái phần thịt nạc của nó khá là nhiều. Ok, heo quay thì theo như mình nhận thấy thì heo quay nó ngon nhất ở cái phần da. Cho nên bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần da của nó nhá. Đây là nguyên một miếng da của nó mình vừa mới cắt ra xong. Đấy này, anh em nhìn hấp dẫn không? Ok, thì đầu tiên mình sẽ chấm với lại tương ớt trước nhá. À, tương đen trước nhá. Đây.
rác đầu tiên mình ăn vào nó giòn giòn, xong sau đấy là cái giòn giòn của lớp da ở bên ngoài đây là các bạn đấy, cái lớp da này. Sau đấy thì mình cảm thấy cái vị béo của cái lớp mỡ ở sau bên trong đây này, gọi là con heo này quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mặc dù là mình mất một bữa cơm nhưng mà mình đổi lại được một con heo ăn này khá là ngon đấy các bạn. Quá tuyệt vời luôn. À, quên mất, mình sẽ thử chấm với lại muối é xem thử nó có ngon không nha các bạn. Nếu mà các bạn để ý á, thì khi mình ăn vào mồm á, là các bạn có thể nghe được cái tiếng giòn giòn mà nó đá lắm, nó lên tới tận tai luôn á. Đó, anh em nghe thấy không? Đấy, chấm với lại muối é thì mình thấy nó ngon hơn thật. Giòn rụm, nó giòn tan ở trong mồm luôn các bạn ạ. Cái phần da này thì mình thích chấm lại tương đen hơn, tại vì ăn cái da với tương đen nó ngon hơn các bạn ạ. Còn muối é này thì chỉ chấm với thịt thì ngon. Ủa, ăn gì vậy? Đưa đến mấy? Theo quay này. Ăn theo quay ạ? Ăn với nhanh. Ngồi xuống đây ăn thì tao kể chuyện cho về cái sự tích cái con heo mất dạy này. Cái tại sao tao gọi là con heo mất dạy không? Tại sao? Tại vì hồi hôm qua á, lúc tao đang buổi tối tao đang dọn cơm cho bố mẹ tao ăn, thì con heo này nó ở đâu nó ở ngoài nó nhảy cứ đụi vào cái bàn, thế là làm mất hết đồ ăn luôn. Thế là làm tao bị mẹ tao chửi, mẹ tao đuổi ra khỏi nhà. Thế là tao tức quá tao bắt nó tao thịt luôn. Nhưng công nhận là thịt của con heo này ngon hết. Đúng là mấy con heo mất dạy các bạn. Thường thường nó đi nó phá cái này phá cái kia của người khác đó, cho nên thịt của nó khá là ngon, khá là chắc. Con heo này đặc biệt cái là da của nó cực kỳ giòn. Như vậy là Tuân Trẻ Châu đang thưởng thức cái con heo mất dậy mà do mình quay nha các bạn. Chà, như vậy là mình có thể nghe được cái tiếng giòn tan ở trong mồm của Tuân Trẻ Châu luôn. Nào làm thêm miếng nữa luôn, làm hết miếng luôn. Chà, nhìn hấp dẫn quá các bạn ạ. Sau khi ăn xong một miếng da heo của con heo mất dạy này thì Tuân Trẻ Châu cảm thấy như thế nào? Nó giòn giòn á, với lại mỡ nó không có nhiều mấy, ăn đằng miếng nạc ăn ngon lắm. Đây nha các bạn, đây là cái phần thịt của con heo này, anh em có thể thấy là cái lớp mỡ của nó chỉ có một chút xíu ở đây thôi. Đấy, còn đây là cái phần da của nó này, anh em nhìn thấy không? Cái da này ăn bao giòn nó nhá, bạn nào mà thích ăn da heo mà nhìn cái da này là tự hiểu luôn này. Đấy, mình sẽ ăn thử miếng này. Đấy, anh em thấy không? Nó giòn rụm xong nó béo 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 các bạn ạ. Còn đây là cái phần xương sườn của nó, anh em có thể thấy là thịt nạc khá là nhiều luôn. Như vậy là Tuân Trẻ Châu thích ăn da cho nên lại ăn thêm một miếng da nữa rồi các bạn ạ. Cho chừa cái tội con heo mất dạy đúng không? Người ta đang ăn cơm nhảy và phá để cho chừa cái tội đi đúng không? Đúng. Mấy con heo mất dạy như này thì phải làm sao? Thịt. Đúng rồi, nói chuẩn đấy. Anh em thấy Tuân Trẻ Châu nói chuẩn không? Em cái xe điện bữa tao tặng quà sinh nhật cho mày á, xe điện BK Cap A cộng á, mày đi mày thấy như thế nào? Thì êm sướng, bữa nay sạc nó tốn 2k mà đi hẳn 100 cây quá đã luôn. Đấy. Xe đạp điện đấy là được nhiều người mua lắm á, xe đạp điện của hãng BK đấy là được. Cái phần da của nó khá là cứng và giòn luôn các bạn ạ. Thấy nguyên miếng đùi to chưa kìa. Ui, vô cái phần thịt nạc này. Đây, thịt nạc của nó đây. Đấy, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái phần thịt nạc của nó nhá. Ui, vô nguyên một miếng thịt nạc luôn các bạn ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ sâu cho thưởng thức cái lại muối é đây này. Chấm với, thịt là phải chấm với muối é này mới ngon.
ngon thiệt. Ngon thiệt không? Thiệt. Đây các bạn, đấy, đây là lần đầu mình ăn thịt heo nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình gặp một cái con heo mà nó tự tìm tới cái chết. Đấy là con heo này ăn khá là ngon, cái phần da của nó thịt giòn, mà cái phần thịt đùi của nó anh em có thể thấy là mình thấy thịt nạc khá là nhiều, nó không có bị mỡ nhiều á. Còn đây là nguyên một cái chân giò luôn này. Đấy, tôi nhờ Châu ăn nguyên cái chân giò luôn này, cẩn thận ăn trúng cái dây kém ấy nhá. Đấy. Ok, vậy là tôi nhờ Châu đang ăn cái chân giò các bạn ạ. Ngon bá cháy bỏ chiếc chó luôn đúng không? Ui, lại làm thêm một miếng da vô cùng bự luôn. Da này thì theo như mình cảm thấy là chỉ có chấm lại tương ớt ăn mới ngon đúng không? Đây, tôi Châu đang chuẩn bị làm nguyên một miếng da các bạn ạ. Ui dồ. Ăn vào béo hết cả mồm luôn đúng không? Giòn giòn nó ngon ngon lắm. Như vậy là mình vừa mới cắt được một cái đùi khá là bự luôn. Đây, cái đây người ta gọi là giò heo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cái giò heo này. Ui dồ, anh em nhìn này. Bự không? Ui dồ. Tôi thấy bự không? Bự thế. Cái này chấm lại muối é ăn thì hết sảy luôn các bạn ạ. Được rồi luôn. Ăn đi, ăn thoải mái rồi. Ok. Đây, lại thêm một miếng đùi nữa các bạn. Tôi cho ăn đùi không nè? Rồi, có đùi rồi. Bây giờ bọn mình bối thẳng cái đùi ăn mệt nghỉ luôn các bạn ạ. Lâu lắm rồi mới được một bữa ăn như này các bạn ạ. Quá là ngon luôn. Như vậy là sau một hồi ăn thì mình với Tuân Trẻ Châu chỉ ăn được hết có nửa con là cảm thấy no rồi các bạn ạ. No quá bây giờ được. Ăn không nổi nữa, Tuân Trẻ Châu ăn nổi nữa không? À, các bạn ăn lâu lâu được con heo này ăn phê thật đúng không? Đúng. Cho chừa có tội mất dạy đúng không? Con heo mất dạy nhá, mày là con heo mất dạy nhất nhá. Thịt, đúng rồi. Nếu bây giờ gặp con heo mất dạy thì làm sao? Thả thịt. Thịt xong làm sao? Thịt xong rồi ăn. Không, quay lên chứ, quay lên. Ok các bạn, thì clip của mình cũng dừng lại đây nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại cho bọn mình một like, một share và đăng ký kênh để khi nào mình có video mới thì các bạn nhận được thông báo nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn, về hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nhá. Bye bye. Bye. Ủa? Mình nằm mơ hả ta? Thôi mơ gì mà y chang như thiệt vậy ta?